again. Trossard's there! And Arsenal have surely won it! Comes in, it's a really good one, and it's in! Gabriel's got his head to it, and Arsenal have taken the lead! Saka delivers. Gabriel! Với Arsenal, câu hỏi không còn là bao giờ mà là đã đến lúc hay chưa. Cái gọi là chân mệnh thiên tử không phải cứ muốn là có, mà phải đến từ bản lĩnh, từ những lần vấp ngã và đứng dậy. Nhưng khi nhìn lại quá khứ, chúng ta không khỏi tự hỏi liệu hành trình thăng trầm ấy có đủ để biến pháo thủ thành kẻ thống trị Premier League một lần nữa. Và hơn thế, họ có thể lặp lại thành công không chỉ trong một mùa giải mà còn nhiều mùa kế tiếp. Những bài học từ thất bại đã đúc kết ra điều gì cho Arsenal? Và liệu bây giờ có phải là thời điểm của họ hay không? Khởi đầu mùa giải này của Arsenal thực ra không quá suôn sẻ, lực lượng mỏng, chấn thương liên tiếp và những sự bổ sung chưa kịp hòa nhập khiến cho pháo thủ có những bước lùi tưởng như không thể vực dậy. Vậy mà một góc độ nào đó, chính trong nghịch cảnh bản lĩnh của một đội bóng lớn mới thực sự hiện rõ. Thay vì gục ngã trước những thử thách, Arsenal đã biết cách bộc lộ sự bền bỉ, kiên nhẫn và tinh thần chiến đấu không ngừng. Nhưng liệu đó là tất cả, hay chính những lần trở về từ cõi chết ấy mới là điều khiến người ta đặt câu hỏi, Arsenal có phải đang thật sự trên con đường trở thành nhà vô địch hay không? Có một sự thật không thể chối cãi rằng để vươn lên đỉnh cao như ngày hôm nay, Arsenal đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn ngay từ những bước đầu của mùa giải. Không giống như Man City hay Chelsea, những đội bóng được hậu thuẫn bởi nguồn tài chính hùng hậu, Arsenal buộc phải xây dựng lại từ chính cốt lõi của mình, tinh thần đồng đội và sự kiên nhẫn trong từng bước đi. Và với một mùa giải bắt đầu không mấy suôn sẻ, những thách thức đó càng hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Đầu tiên phải kể đến cơn bão chấn thương liên tiếp quét qua đội hình của Arsenal. Những trụ cột như Martin Odegaard, người từng là đầu tàu trong lối chơi của đội, hay Takehiro Tomiyasu và Kieran Tierney lần lượt phải rời sân cỏ với chấn thương. Sự vắng mặt của họ không chỉ làm suy yếu đội hình mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu của cả đội. Arsenal vốn đã xây dựng lối chơi dựa trên sự gắn kết và phối hợp đồng đội. Khi mất đi những mắt xích quan trọng, bộ máy ấy như bị khóa chặt, thiếu đi sự uyển chuyển thường thấy. Cùng lúc đó, những bản hợp đồng mới như Mike Merino hay Sterling, người được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho đội bóng, lại không thể hiện được nhiều trong giai đoạn đầu. Cả ba đến khá trễ khi mùa giải đã bắt đầu và dường như không có đủ thời gian để hòa nhập vào lối chơi của Mikel Arteta. Hơn thế nữa, việc thiếu sự phối hợp giữa các tân binh và dàn cầu thủ cũ khiến đội bóng không thể phát huy hết khả năng trong các trận đấu quan trọng, đặc biệt là trường hợp của Sterling. Chúng ta được quyền kỳ vọng nhiều hơn về combo Sterling-Arteta đúng không nào? Ngoại lệ duy nhất trong đội hình này có lẽ là Riccardo Calafiori, người đã nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình ngay từ những trận đầu tiên. Với sự năng nổ quyết đoán trong từng pha bóng, Calafiori không chỉ là điểm sáng trong hàng thủ mà còn mang đến sự đột phá khi hỗ trợ tấn công. Arsenal không chỉ đối mặt với những khó khăn từ lực lượng mà còn phải trải qua nhiều trận đấu cam go, những khoảnh khắc tưởng chừng như bị dồn vào chân tường. Một trong những ví dụ điển hình nhất là trận hòa với Brighton và Man City, nơi Arsenal bị dẫn trước và buộc phải chiến đấu với chỉ 10 người trên sân. Sự thiếu hụt về nhân sự, đặc biệt là những cầu thủ chủ chốt ở hàng phòng ngự, đã khiến Arsenal nhiều lần lâm vào thế khó và dù cuối cùng vẫn giành được điểm số quý giá, nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ, không chỉ về mặt thể lực mà còn về cả tinh thần nữa. Những khoảnh khắc trở về từ cõi chết ấy cũng chính là điều làm nên bản lĩnh của một đội bóng lớn. Nhưng điều đáng nói ở đây là Arsenal không chỉ biết cách vượt qua nghịch cảnh mà còn biết tận dụng những thời điểm khó khăn để bộc lộ sức mạnh thật sự của mình. Dẫu vậy, hành trình của Arsenal vẫn còn đầy gian nan. Những tổn thất về mặt nhân sự, sự thiếu ổn định trong lối chơi và áp lực từ những trận đấu quan trọng vẫn luôn là thử thách lớn đối với Arteta và các học trò. Tuy nhiên, nhìn vào những gì họ đã trải qua, người hâm mộ có quyền tin tưởng vào một Arsenal vững vàng, sẵn sàng chiến đấu đến cùng dù phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Điều quan trọng là Arsenal cần tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu ấy trong suốt chặng đường dài còn lại của mùa giải. Những khoảnh khắc trở về từ cõi chết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều mà họ cần làm là xây dựng một đội bóng không chỉ biết vượt khó mà còn phải vươn tới những chiến thắng thuyết phục. Và có lẽ chính từ những thử thách này, một Arsenal kiên cường hơn, bản lĩnh hơn sẽ dần hình thành. Những bản lĩnh nhà vô địch không chỉ đến từ những lần lội ngược dòng mà còn từ cách họ đối diện với thất bại. Trong nhiều năm qua, Arsenal đã phải đối mặt với rất nhiều lần sẩy chân trước thềm vinh quang. Thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng là họ đã học được nhiều điều từ những lần ngã đó. Họ không còn là đội bóng chỉ chơi đẹp mà đã học cách chiến thắng bằng sự thực dụng.
Nhưng một câu hỏi lớn vẫn còn đó, phải chăng sự thay đổi này là đủ để cạnh tranh với một Man City già dặn lạnh lùng hay không? Trước đây Arsenal là đội bóng mà người hâm mộ yêu mến không chỉ bởi danh tiếng mà còn bởi lối chơi quyến rũ. Họ luôn ưu tiên tấn công, đan bóng và những pha xử lý đẹp mắt. Nhưng qua nhiều năm, sự mong manh của phong cách này đã khiến họ thất thế trong các cuộc đua giải hơi. Man City với lối chơi thực dụng và hiệu quả liên tục giành chiến thắng, trong khi Arsenal thường phải chấp nhận vị trí sau cùng trên bảng xếp hạng. Để thay đổi điều đó, Arteta đã phải thay đổi mindset của đội bóng. Không còn chăm chăm vào việc phải chơi đẹp, Arsenal giờ đây tập trung vào việc chơi để thắng, dù chiến thắng đó có thể không đến từ những pha bóng ấn tượng mà từ sự lạnh lùng trong các khoảnh khắc quyết định. Một trận đấu điển hình thể hiện sự thay đổi này chính là cuộc chạm trán với Man City tại vòng 5 Premier League 2024. Dù bị bất ngờ hay từ cuối hiệp 1 khi Leandro Trossard nhận thẻ đỏ, Arsenal đã không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thay vào đó, họ lùi về phòng ngự chặt chẽ, tạo ra một bức tường kiên cố với đội hình 5-4-0. Thủ thành David Rea cũng có một ngày thi đấu xuất sắc với 9 pha cứu thua và hàng loạt lần kéo dài thời gian một cách tinh quái. Những hành động tưởng như tiểu xảo này lại mang lại hiệu quả giúp Arsenal đứng vững trước áp lực khổng lồ từ phía Man City. Bóng đá không chỉ là cuộc chơi của kỹ thuật và chiến thuật mà còn là cuộc chơi của những khoảnh khắc. Đôi khi một đội bóng có thể thắng cả trận chỉ nhờ biết tận dụng đúng thời điểm, và pháo thủ đang ngày càng trở nên tinh tế trong việc này. Những khoảnh khắc quyết định như bàn thắng từ tình huống cố định hay các pha bóng chết đang trở thành vũ khí quan trọng của họ. Tại sao phải liên tục áp đảo đối phương trong suốt 90 phút khi bạn có thể giành chiến thắng từ một pha dàn xếp phạt góc một cách chuẩn xác? Arsenal hiện tại không chỉ biết cách tạo ra những cơ hội từ lối chơi bóng sống mà còn biết cách tối ưu hóa các tình huống bóng chết, nơi họ sở hữu những cầu thủ như Gabriel Magalhaes, người có khả năng ghi bàn đáng nể từ các pha không chiến. Gabriel đã ghi không ít bàn thắng từ những tình huống phạt góc và đá phạt để giúp Arsenal lật ngược thế cờ trong trận đấu mà họ không thể áp đảo đối thủ về thế trận. Đội bóng không ngần ngại chơi một cách thực dụng. Khi phải lùi sâu phòng ngự, họ chỉ cần một pha bóng cố định để định đoạt trận đấu. Đó chính là tinh thần của một đội bóng biết cách giành chiến thắng khi cần. Khả năng phòng ngự của Arsenal đã được cải thiện đáng kể với những hậu vệ cao lớn như Gabriel, Saliba và Ben White. Họ không chỉ biết phòng ngự mà còn sẵn sàng ghi bàn từ những tình huống bóng chết. Điều này giúp Arsenal không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hàng công. Trận hòa 2-2 trước Man City là minh chứng rõ ràng cho điều này. Dù thiếu người, Arsenal đã biết cách kéo dài thời gian, giữ nhịp độ trận đấu và chờ đợi cơ hội từ những pha bóng cố định. Tất nhiên, Arsenal vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn thực sự lật đổ sự thống trị của Man City. Họ cần một tiền đạo thực thụ có thể giữ bóng và làm tường, người có thể giúp giải tỏa áp lực cho hàng thủ trong trận đấu khó khăn. Nhưng những gì Arteta đã và đang làm với đội bóng cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tư duy chiến thuật và khả năng ứng biến. Arsenal không còn là đội bóng chỉ biết tấn công mà đã trở thành một tập thể toàn diện hơn, có thể chơi nhiều kiểu bóng đá khác nhau tùy thuộc vào tình hình trên sân. Arsenal đang đi trên con đường đúng đắn để trở thành ứng cử viên vô địch thực sự. Họ không chỉ có lối chơi đẹp mắt mà còn biết cách chơi hiệu quả. Sự thay đổi trong tư duy và chiến thuật của Arteta đang giúp Arsenal tiến gần hơn đến ngôi vương. Để lật đổ Man City, họ cần duy trì sự ổn định này trong suốt mùa giải và hoàn thiện những khía cạnh còn thiếu sót. Và không có thứ bản lĩnh nào được xây dựng chỉ sau một đêm cả. Arsenal không giống như Man City, họ không có nhiều tiền như thế từ đầu. Bản lĩnh của họ cũng không được xây dựng dựa trên thành công như Real Madrid. Nực cười là dù Arsenal từng giành được nhiều Premier League, nhưng họ vẫn bị xem là những đứa trẻ trong 20 năm trở lại đây vì chính họ thường bị hụt hơi trong những cuộc đua vô địch của mình. Nếu bạn nghĩ rằng Mikel Arteta lên nắm đội và lắp thứ bản lĩnh trên cho Arsenal thì có lẽ bạn đã nhầm. Công của Arteta tuy lớn, nhưng căn bệnh, căn tính đó được chữa lành nhờ vào chính đội ngũ của các cầu thủ Arsenal và hành trình của họ không hề dễ dàng. Mùa giải 2021-2022, Arsenal trượt top 4 theo một cách chẳng ai muốn cả. Họ gục ngã ngay tại vòng đấu thứ 37. Mùa giải 2022-2023, Arsenal trượt ngôi vô địch sau khi tự tay quẳng nó vào thùng rác và dâng cúp cho Man City với 5 điểm ít hơn. Mùa giải 2023-2024, Arsenal lại trượt, lần này tiếp tục là ngôi vô địch, nhưng khoảng cách với đội xếp đầu là Man City đã gần hơn rồi. Chỉ còn một điểm mà thôi, và họ cũng mắc ít sai sót hơn những mùa giải trước đó. Ngã ở đâu, Arsenal đứng dậy ở đó. Nếu như ở mùa giải 2022-2023 Arsenal bị Man City đánh cho tan nát, thì bước sang mùa 2023-2024 họ đã vô hiệu hóa Man City trong những trận đấu thay đổi. Và từ đây, cuộc chơi giữa hai đội trở thành cuộc chiến farm các đội còn lại. Sau gần ấy năm, Arsenal vẫn không có cúp. Ý tôi là Premier League, chứ mấy chiếc cúp FA hay Carabao Cup.
có cũng được mà không có chắc cũng không sao. Xét về mặt vị thế và tiền bạc, Arsenal cần Champions League và một vị thế cao hơn trong bản đồ cạnh tranh Premier League. Đó là đối với Arsenal. Giới chủ Kroenke tuyệt đối tin vào Arsenal bởi lẽ Arsenal đã tiến được những bước cực kỳ mạnh mẽ kể từ khi Arteta nắm đội. Đó không chỉ là câu chuyện chiến thuật mà bằng một cách nào đó, Arsenal đã không còn là một đội bóng yếu đuối nữa. Họ cải thiện và tiến bộ từng ngày một. Nếu có một sự ví von giữa City và Arsenal thì đó là Arsenal đã đóng vai thái tử trong vòng hai mùa giải trở lại đây, đứng sau lưng Man City nhưng vượt lên trên các đội bóng còn lại. Họ duy trì thế bám đuổi và khi mà City thất thế với chấn thương của bộ đôi De Bruyne Rodri, đây là lúc mà các pháo thủ vươn mình đứng dậy giành lấy ngôi vương. Mikel Arteta dẫn dắt Arsenal từ một đội bóng có phong độ bất ổn, nhưng qua từng mùa giải dấu ấn của ông đã dần rõ nét. Từ mùa 2019-2020 đến 2024-2025, số điểm của Arsenal theo xu hướng tăng trưởng liên tục. Nếu như ở mùa 2019-2020, Arsenal chỉ đạt 56 điểm và xếp hạng 8, thì ở mùa 2023-2024 họ đã vươn lên vị trí thứ hai với 89 điểm. Đây là thành tích tốt nhất của Arsenal dưới thời Mikel Arteta, với sự tiến bộ rõ rệt qua các mùa 61 điểm mùa 2020-2021, 69 điểm mùa 2021-2022 và 84 điểm ở mùa 2022-2023. Không chỉ dừng lại ở số điểm, Arteta còn giúp cải thiện hiệu số bàn thắng bại. Mùa 2019-2020 hiệu số chỉ là dương 8, nhưng qua từng mùa, con số này đã được cải thiện đáng kể. Mùa 2022-2023 hiệu số tăng lên dương 45 và đỉnh điểm ở mùa 2023-2024. Con số này là dương 62, một sự bùng nổ trong lối chơi tấn công của Arsenal. Đặc biệt, mùa giải hiện tại vẫn đang diễn ra với 14 điểm sau 6 trận và hiệu số dương 7, cho thấy sự ổn định trong phong độ của đội. Có thể thấy qua từng mùa giải, Arteta đã xây dựng một Arsenal không chỉ vững chắc ở vị trí thứ hạng mà còn hiệu quả hơn ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Điều này minh chứng rằng Arteta đã tìm ra công thức ổn định cho pháo thủ và biến họ thành một thế lực mới tại Premier League. Việc nhìn thấy tương lai của đội bóng, việc nhìn thấy hướng đi của một tập thể đua vô địch đã khiến cho cao thủ tự tin hơn trong cuộc hành trình này. Và một khi họ biết rằng nỗ lực của họ, thất bại của họ sẽ không phải là điểm kết thúc của một siêu dự án mang tên Arsenal, cảm giác tự tin sẽ trở lại với đội bóng này. Arsenal thì không phải là FC phút cuối kiểu như Bayer Leverkusen hay Manchester United Fergie Time trước đây. Họ ghi bàn từ những khoảnh khắc rất Arsenal, ghi càng nhiều bàn quan trọng, then chốt và quyết định thế cục của trận đấu. Người ta sẽ gọi đó là đẳng cấp, là bản lĩnh của nhà vô địch này kia. Và dĩ nhiên là đó không đến từ một sự may mắn. Như Arsene Wenger từng nói, khi thể lực và tinh thần bị bào mòn, đội phòng ngự dễ mắc sai lầm, khoảng trống bắt đầu xuất hiện và những đội biết tận dụng cơ hội sẽ ghi bàn. Ở giai đoạn khốc liệt ấy, không chỉ cần kỹ thuật tốt mà còn cần khả năng làm chủ thời gian và tinh thần vững vàng. Các đội bóng lớn thường không để bị áp lực cuối trận chi phối. Carlo Ancelotti giải thích, những bàn thắng muộn đến từ việc đội bóng biết giữ bình tĩnh, quản lý áp lực tốt hơn đối phương. Đây là lúc họ không hoảng loạn, không nóng vội mà kiên nhẫn chờ đối thủ mắc sai lầm. Sự khác biệt nằm ở chỗ họ biết cách giữ nhịp độ trận đấu một cách ổn định, bào mòn thể lực đối thủ và khi đối phương đã rơi vào trạng thái mất cân bằng, họ ra đòn quyết định. Jurgen Klopp thì cho rằng niềm tin và sức chiến đấu đến phút cuối là chìa khóa. Chúng tôi đã hết mình đến những giây cuối, khi đó đối thủ thường kiệt sức, mất tập trung hoặc rơi vào thế lùi quá sâu. Chỉ cần tiếp tục tin tưởng và dồn ép sẽ có lúc hàng thủ của họ gãy. Những đội bóng biết khai thác những giây phút cuối này thường là những đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn tinh thần, không chỉ nhằm mục tiêu tấn công mà còn chờ đợi khoảnh khắc đối thủ sụp đổ. Pep Guardiola nhấn mạnh yếu tố tâm lý trong thời khắc áp lực cực đại và cuối trận áp lực trở nên khủng khiếp. Đội bóng nào kiểm soát được áp lực và tiếp tục tấn công sẽ khiến đối phương mắc lỗi. Đội bóng lớn không chỉ thắng bằng kỹ thuật hay chiến thuật mà còn nhờ khả năng vượt qua áp lực và giữ vững sự tự tin cho đến phút cuối cùng. Tối qua Arsenal không chỉ ghi một bàn phút cuối giờ, họ ghi cả hai bàn. Ai cũng nói về bàn của Trossard và bỏ qua bàn sau đó của Kai Havertz. Nhưng cả hai pha bóng đó đều cùng đưa ra một kết quả rằng Arsenal luôn sẵn sàng trong những cuộc dồn ép cuối giờ. Nếu như câu chuyện Arteta đưa cả 11 người sang phần sân của đối thủ không còn mới nữa thì cũng đừng ngạc nhiên khi Arsenal lại thường có những bàn cuối giờ như thế. Dĩ nhiên là Arsenal thắng nhờ bóng cố định nhưng đó chỉ là yết hầu, là kết quả cho một cuộc tra tấn tinh thần diễn ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ ở trước đó. Vậy là chúng ta đứng trước câu hỏi quan trọng nhất. Arsenal đã sẵn sàng để vươn tới đỉnh cao hay chưa? Những bước tiến vượt bậc trong lối chơi, sự thay đổi trong tư duy chiến thuật của Arteta đã khiến họ trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết. Nhưng liệu chỉ những thay đổi đó có đủ để phá vỡ thế độc tôn của Man City hay vẫn cần một chút chân mệnh để Arsenal thực sự trở thành nhà vô địch? Điều gì sẽ xảy ra khi đối thủ không còn là những cú vấp ngã quen thuộc mà là chính sự ổn định khắc nghiệt của giải đấu khốc liệt này?